Xin chào các bạn. Hôm nay mình có làm món xôi gà các bạn. Để làm món này, ở đây mình có chuẩn bị 600g nếp. Nếp này mình cho nhiều nước rồi mình ngâm 10 phút. Rồi mình để ra cái gỗ này cho ráo nước. Một chút nữa mình sẽ nấu bằng nồi cơm điện nha. 300g ức gà, củ hành tím băm nhuyễn, tỏi băm nhuyễn. Để chút nữa mình ướp gà các bạn. Mình chuẩn bị một trứng hột gà và một cây lạp xưởng. Củ cải sắc sợi ở chợ người ta sắc sẵn rồi mình mua về mình chỉ ngâm thôi các bạn. Này mình ngâm hết một tiếng để cho nó bớt mặn rồi. Củ cải này thì 150g lúc chưa ngâm nha. Hành lá sắc nhuyễn, để chút nữa mình sẽ phi mình ăn với xôi á các bạn. Con ruốc này thì 50g. Ruốc này ở siêu thị người ta đã tẩm ướp gia vị sẵn rồi đó các bạn. Đây mình mua hiệu này nè các bạn, người ta sấy sẵn rồi. Rồi mình mới cho 3 muỗng ăn canh nước tương vào trong cái nồi nếp này của mình nè các bạn. Hồi nãy cái mình quên bấm nút 3 muỗng ăn canh như vậy nha các bạn. Mình để nước tương vô trong cái nếp của mình để cho nếp của mình nó thấm nước tương, lúc mình ăn nó được đậm đà hơn á các bạn, nó ngon hơn nha. Kế tiếp mình sẽ cho nước vào trong cái nồi xôi của mình nha. Đây mình để nước sắp sắp như vậy nè các bạn. Rồi mình đem qua bên đây mình bắt vô cái nồi cơm, mình sẽ đậy nắp lại. Rồi mình ghim điện xong rồi mình sẽ bấm cái nút nấu như mình nấu cơm thường ngày của mình đó các bạn. Kế tiếp mình sẽ ướp gà luôn nha. Mình cho vào đây một muỗng ăn canh nước tương. Kế tiếp dầu hào. Dầu hào thì mình cho nửa muỗng rồi nha. Dầu hào thì mình cho hơn nửa muỗng rồi nha các bạn. Kế tiếp mình sẽ cho đường vào, một muỗng nhỏ cà phê đường. Một muỗng nhỏ cà phê hạt liêu. Mình cho vào một ít tiêu. Mình cho củ hành tím. Phần nửa củ hành tím hồi nãy mình chia sẻ các bạn. Phần nửa tỏi. Rồi mình sẽ ướp cho nó thấm khoảng 30 phút rồi mình mới đem đi ghim nha. Rồi mình bắt lên bếp mình luộc nha. Kế tiếp mình sẽ đập hột gà vào chén. Mình cho hột gà vào chén thì mình cho vào một ít chút xíu muối nữa các bạn. Mình cho một xíu muối nha. Kế tiếp mình sẽ cho một chút hạt liêu vào đây nữa nha. Rồi mình sẽ đánh đều lên. Rồi mình sẽ đánh đều cái hột gà lên lại một lần nữa. Mình cho vào chảo mình chiên luôn nha. Chiên giống như chiên bánh xèo vậy đó các bạn. Nếu mình sắc ra sợi sợi ngon đó. Rồi hột gà của mình chín rồi, mình sẽ cho ra dĩa nha. Mình úp lại. Rồi lạp xưởng của mình luộc nãy giờ cũng chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa luôn nha. Chút nữa mình chiên sơ lại. Rồi dầu ăn nóng rồi mình cho lạp xưởng vào đây mình lăn cho nó thơm nha các bạn. Lạp xưởng thơm đó các bạn ơi. Xôi rồi mình ăn với lạp xưởng á, nó rất là ngon luôn á.
Rồi vàng như vậy mình sẽ gấp ra luôn nha. Rồi mình sẽ dùng cái chảo này nè các bạn, mình cho tỏi băm với củ hành tím băm vô, mình phi cho thơm, mình đổ để gà vô mình nghiêm nha các bạn. Tỏi vừa vàng rồi mình cho gà vào. Rồi mình trở qua trở lại cho gà của mình nó thấm cái nước tỏi phi đó, nó thơm các bạn. Rồi mình sẽ cho hết cái nước ướp hồi nãy vô các bạn. Rồi mình cho nước ướp vô xong rồi mình để nước nóng rồi mình thủy á các bạn. Mình có nước nóng mình thủy á, mình cho vào nha. Đó mình cho nó sắp sắp gì đó các bạn. Mình cho nhiều quá mình ghim lâu nó bị nha, gà của mình nó bị mềm nó không ngon nha các bạn. Mình cho nước như vậy nè các bạn. Rồi mình sẽ lấy nắp mình đậy lại. Rồi mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào để mình phi mỡ hành. Cho khoảng 2 muỗng ăn canh nhé các bạn. Rồi dầu nóng rồi mình sẽ chắc ra ngoài cái chén hành luôn nha. Rồi dầu ăn của mình nóng rồi mình sẽ chế vô trong hành luôn nha. Mình cho đều lên. Kế tiếp mình sẽ đi sắc lạp xưởng nha. Khi mà nước sền sệt như vậy nè các bạn, thì các bạn nêm coi vừa ăn chưa. Nếu như nó thiếu ngọt thì các bạn thêm đường nha. Cái này mình thêm một muỗng cà phê nhỏ đường nữa các bạn. Còn nếu như thiếu mặn thì các bạn thêm muối vô nha. Cái màu gà thì đẹp quá chừng luôn các bạn, rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra nha. Chờ nguội mình xé gà ra. Rồi mình chừa cái nước sốt sần sệt như vậy nè các bạn. Chút nữa mình sẽ để cái củ cải muối vô đây, để cho củ cải muối nó thấm cái nước gia vị này nó ngon nha các bạn. Mình bắt chảo lên nóng, mình cho một muỗng ăn canh dầu ăn vô, mình để tỏi vô cho nó vàng như vậy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ xào cái củ cải nha. Xào lên cho nó thơm. Rồi mình xào nó vừa hơi muốn rút cạn rồi mình cho cái con sứ vào nha các bạn. Rồi mình xào thấy cạn nước thì như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa nha. Tiếp theo mình sẽ bắt cái chảo hồi nãy mình khia gà nè các bạn. Mình cho hết cái chảo củ cải của mình mới xào xong rồi các bạn. Mình cho vào để cho cái nước gia vị khia gà đó nó thấm vô nó ngon hơn nha. Mình mới nêm cái củ cải này với cái con ruốc nó hơi mặn, mình cho vào đây một ít đường nữa nha các bạn. Mình cho vô đây một ít đường nữa cho nó dịu trở lại, nó hơi mặn xíu vậy đó các bạn. Rồi các bạn trộn đều lên nha, cho đường nó thấm đều nó giảm mặn lại. Rồi mình dặn lửa nhỏ thôi các bạn, cái này cũng thấm rồi, dặn lửa nhỏ rồi mình xào đều lên cho nó thấm đều cái nước gia vị mà kìa gà là được rồi. Rồi tắt lửa luôn các bạn ơi. Gà nguội rồi mình sẽ xé gà ra nha.
các bạn xé theo ý thích của mình nha. Mình thích nhỏ thì mình sẽ nhỏ, lớn thì mình sẽ lớn hơn nha. Mới xé thịt gà xong rồi các bạn ơi, mình làm xong hết rồi, đập xưởng hộp gà rồi cái phần củ cải rồi mình cũng xào xong hết rồi. Bây giờ mình chuẩn bị múc xôi ra để ăn thôi các bạn ơi. Xôi của mình cũng mềm ngon lắm các bạn ơi, mềm mà dẻo nữa các bạn. Món xôi gà của mình mới vừa làm xong các bạn ơi, rất là ngon các bạn. Có hộp gà rồi củ cải muối, lạp xưởng rồi con guốc nữa các bạn. Tới đây mình xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Mình chúc các bạn làm món xôi gà thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.